Lễ hội chùa Hương, Hà Nội. Lễ hội chùa Hương hay là chảy hội chùa Hương là một lễ hội của Việt Nam nằm ở Mỹ Đức, Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 65 km. Hành trình về với khu thắng cảnh Hương Sơn được xem là một hành trình về với miền đất Phật, nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người cảnh vật hòa lẫn vào không gian khi vào hội. Đường vào chùa Hương tấp nập vào ra hàng trăm thuyền, cộng với thú vui ngồi thuyền vãn cảnh lạc vào cõi tiên cõi Phật, nhẹ nhàng thả hồn mình trôi nhẹ theo mái chèo qua dòng suối Yến trong xanh. Hai bên bờ cây xanh tốt, đầu hạ thì hoa gạo đỏ rực như những đốm lửa. Mùa thu, suối Yến ngập tràn sắc tím, hoa súng, hoa sen. Mùa xuân thì hoa ban, hoa mận nở trắng trên các triền núi. Cảm giác đó thật tuyệt vời mà chỉ đến với chùa Hương chúng ta mới cảm nhận được. Lễ hội chùa Hương kéo dài khoảng 3 tháng, từ 6 tháng Giêng cho đến hết tháng 3 âm lịch. Đây cũng được coi là lễ hội dài nhất nước ta. Hành trình tham quan chùa Hương gồm có 3 tuyến chính: tuyến Hương Tích, Tuyết Sơn, Vân Long. Trong đó tuyến chính là Hương Tích, nơi có chùa Hương Tích trên đỉnh núi. Sau quãng thời gian ngồi trên thuyền sẽ bắt đầu hành trình leo núi để đến với chùa Thiên Chủ. Chùa nằm không xa ở bến Trò, nơi khách hành hương đi ngược dòng suối Yến từ bến Đục vào chùa thì xuống đò ở đấy mà đi bộ lên. Tam quan chùa được cất trên 3 khoảng sân rộng lát gạch. Sân thứ 3 dựng tháp chuông và 3 tầng mái. Đây là một công trình cổ, dáng rất độc đáo vì lộ hai đầu hồi tam giác trên tầng cao nhất. Tháp chuông này nguyên thủy thuộc chùa làng Cao Mật, năm 1980 được di chuyển về chùa Hương để làm tháp chuông. Chùa chính là chùa Hương Tích, có thể coi đây là một ngôi chùa thiên tạo vì vốn dĩ chùa là một hang động bằng đá thiên nhiên. Ở lối xuống hang có cổng lớn, trên cổng ghi 4 chữ Hương Tích Động Môn. Qua cổng là con dốc dài, lối đi xây thành 120 bậc lát đá. Vách động có 5 chữ Hán Nam Thiên Đệ Nhất Động do chúa Trịnh Sâm khắc vào năm 1770 trong dịp đến thăm nơi đây. Trong hang động còn có nhiều ngữ đá nên những hình thù rất gần gũi và ý nghĩa đối với cuộc sống con người. Chùa nổi tiếng linh thiêng, người ta tin rằng đầu năm lên được động Hương Tích thắp nén nhang thành tâm cầu khẩn, chắc chắn mọi ước nguyện
của mình đều sẽ trở thành hiện thực. Tiếng lành đồn xa, chẳng những thế mà mỗi năm chùa Hương đón hàng triệu Phật tử về đây chiêm bái, du xuân thưởng ngoạn phong cảnh. Chùa Hương đã trở thành một hành trình về với cõi Phật của các Phật tử và du khách bốn phương, trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Mùa xuân đến, chúng ta hãy cùng nhau về với chùa Hương. Biết đâu sau câu chuyện của chuyến đi, chúng ta sẽ tìm thấy cho mình nguồn cảm hứng mới, nguồn sinh khí mới và một nguồn năng lượng mới dồi dào để bắt đầu một năm với nhiều niềm vui và hạnh phúc.